Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi đến với phần cuối cùng bản tin FPC 24/7 kỳ này. Thưa quý vị, bước sang năm 2015, có thể nói Việt Nam đang đứng trước quá nhiều thách thức khi lằn ranh biên giới thương mại giữa các quốc gia đang mờ dần. Việc tái cơ cấu nền kinh tế làm sao để gia tăng cạnh tranh doanh nghiệp, gia tăng cạnh tranh quốc gia đã được nhắc đến nhiều lần, đặc biệt trong vòng 2 năm trở lại đây. Bản thân quá trình tái cơ cấu cũng đang đứng trước quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết, bao gồm những rủi ro. Ngay sau đây là ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia xung quanh những vấn đề nào các chuyên gia này đang quan ngại nhất. Những nhà nước mà có phân quyền cho địa phương tốt, nhưng mà cái phân quyền chúng ta là giao cái cán cho địa phương và các địa phương làm rất tệ mẹ và địa phương can thiệp vào toàn bộ cái xã hội. Đây là không khí thảo luận tại một hội thảo bàn về tái cơ cấu kinh tế Việt Nam và những rủi ro diễn ra ngày 8 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam. Khá nhiều quan điểm về tái cấu trúc đã được đưa ra. Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng cơ cấu doanh nghiệp trong nền kinh tế đang có xu hướng bất thường. Thứ nhất, về phía doanh nghiệp FDI, 60% doanh nghiệp này kê khai lỗ kéo dài, tuy nhiên cũng chính nhóm doanh nghiệp này có tốc độ tăng vốn nhanh nhất, trong đó bao gồm những doanh nghiệp lớn kê lỗ. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2012, tốc độ tăng vốn đầu tư ở nhóm doanh nghiệp FDI đạt khoảng 18,4% một năm, trong khi vốn khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ tăng rất khiêm tốn ở mức 3,8%. Nhóm doanh nghiệp tư nhân nội địa tăng khá hơn ở mức 12% một năm. Và cũng chính nhóm doanh nghiệp FDI đang chiếm phần lớn trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam, lên đến 60-65%, đi kèm với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp nội địa cũng là nhóm có số lượng đóng cửa liên tục tăng từ con số 40.000 doanh nghiệp đóng cửa năm 2010 lên mức hơn 67.800 doanh nghiệp đóng cửa năm 2014. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Thái, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, rào cản cũng chính là rủi ro lớn nhất trong tái cơ cấu, đó chính là tư duy đổi mới. Đó là cả về tư duy phát triển, cả về tâm lý không chưa muốn thay đổi nhiều, nó làm vừa phải thôi, rồi nó rào cản về thể chế và rào cản bộ máy tổ chức thực hiện. Tức là có khi là tất cả các nghị quyết đúng cả rồi, có cái chính sách đúng rồi, nhưng mà lại không thực hiện được. Là vì là người ta ngại ngần cái gì đó, nó đụng chạm đến cái lợi ích của các bên tham gia, cho nên là cuối cùng là nó cũng ảnh hưởng đến. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chính là cái lãnh đạo cấp cao nhất mà quyết tâm chính trị để đổi mới. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Thái, mô hình tăng trưởng kiêu cũ đang ngày càng thiếu hiệu quả và cạnh tranh. Trong tham luận, ông phân tích, GDP bình quân đầu người của Việt Nam những năm qua dưới mức 2.000 đến 3.000 đô la một năm và hiện nguồn thu cũng không đến từ đổi mới hay sáng tạo. Trong đó đáng ngại nhất là chất lượng lao động vẫn cứ ì ạch so với khu vực. Đối với tiến sĩ Bùi Trinh, vấn đề ông cho là rủi ro lớn nhất đối với quá trình tái cơ cấu chính là nợ nhà nước, kể cả khi chính phủ liên tục khẳng định các con số về nợ nần, kể cả nợ chính phủ, nợ nước ngoài, nợ doanh nghiệp vẫn an toàn. Cái đầu tư công hoặc là cái đầu tư bất kỳ khi tăng đầu tư lên thì rõ ràng sẽ thấy một cái là cái GDP tăng ngay. Trong ngắn hạn đấy, kiểu kênh là cái GDP tăng ngay, nhưng mà đầu tư không hiệu quả thì rõ ràng cái đầu tư không hiệu quả là một cái nguồn gốc sâu xa của lạm phát. Và thứ hai, nó đầu tư không hiệu quả thì lấy tiền đâu mà trả nợ, nó làm cho cái để dành, tức là cái vấn đề dài hạn của Việt Nam ngày càng nhỏ đi. Về phía tiến sĩ Vũ Đình Ánh, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả Bộ Tài chính, ông cho rằng rủi ro lớn nhất đối với kinh tế là không tiến hành tái cơ cấu. So với cả cái rủi ro trong cái quá trình chúng ta tiến hành cái tái cơ cấu và cái rủi ro mà nếu giả định rằng chúng ta sẽ thực hiện cái tái cơ cấu đó thành công, thì trong các nhóm rủi ro đó tôi cho rằng cái rủi ro lớn nhất chính là cái rủi ro mà chúng ta không thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế. Theo phân tích của tiến sĩ Vũ Đình Ánh, năm 2014, nhiều chỉ tiêu về kinh tế vĩ mô đạt được, đây là một điểm tích cực cho kinh tế. Về cơ cấu, kể cả cơ cấu về cái nguồn lực, cơ cấu về các cái đối tác vay nợ, cơ cấu về đồng tiền hay là cơ cấu về kỳ hạn của các cái khoản nợ, thì rõ ràng cái rủi ro đối với cái nợ công của chúng ta ngày một tăng cao. Hơn nữa thì cái nợ công của chúng ta bây giờ gần như nó là cái nguồn lực chủ yếu dành cho cái đầu tư công, bên cạnh cái việc là chúng ta phải vay nợ để bù đắp cho cái thâm hụt ngân sách nhà nước hàng năm vẫn ở quy mô khá là cao. Một điểm chung nhất mà các chuyên gia cùng đề cập đến nhiều đó chính là rủi ro chủ yếu đáng ngại nhất là việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Điều này làm gia tăng áp lực cho nền kinh tế về nợ nần. Thưa quý vị, những lo lắng của giới chuyên gia đã thành hiện thực. Eurozone vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2014 với mức tăng trưởng âm. Eurozone đã chính thức quay trở lại sau giảm phát sau 5 năm chống chọi không thành. Điều này càng gây áp lực lên những chính sách hỗ trợ thị trường của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Số liệu thống kê chính thức cho thấy chỉ số giá trong Eurozone đã xuống mức âm
giá cả trong tháng 12 năm 2014 thấp hơn 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên Eurozone trải qua tình trạng giảm phát kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009. Nguyên nhân được cho là chi phí năng lượng thấp hơn do giá dầu giảm. Giá năng lượng trong tháng 12 năm 2014 thấp hơn 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá dầu Brent hôm qua hồi phục nhẹ sau khi rơi xuống dưới $50 một thùng, nhưng vẫn còn ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2009. Nếu loại trừ giá năng lượng và giá thực phẩm, tỷ lệ lạm phát trong tháng 12 của Eurozone là 0,6%, tương đương tháng 11. Các chuyên gia cho rằng kết quả này là điều có thể đoán trước được, nhưng đối với thị trường thì vẫn là một cú sốc. Mối lo lắng rằng Eurozone sẽ dẫm lên vết xe đổ giảm phát của Nhật Bản trong nhiều năm liền cuối cùng đã thành hiện thực. Tình hình hiện tại rất đáng báo động. Nếu như chúng ta cần một ví dụ điển hình cho tình trạng này, thì có thể nhìn sang đối tác giao thương lớn của chúng ta, đó là Nhật Bản, trong hơn 20 năm qua. Nếu loại trừ một số yếu tố, thì có thể chúng ta đạt được lạm phát một chút. Nhưng người dân, người tiêu dùng không quan tâm đến chuyện đó. Họ chỉ cần biết lạm phát tổng thể đang là bao nhiêu, và rốt cuộc chuyện đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của họ. Sau khi những số liệu này được công bố, đồng euro tiếp tục rớt giá, và hiện tại vẫn ở quanh mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua. Hiện tỷ giá là 1 euro đổi 1,866 đô la. Nếu giá dầu tiếp tục giảm, Eurozone sẽ khó mà có lạm phát đạt mục tiêu. Lạm phát đang giảm và dự báo sẽ còn giảm trong tháng 11. Nói đơn giản, tức là giá cứ tiếp tục rẻ đi, nhưng người tiêu dùng sẽ vẫn không chi tiêu vì họ mong đợi giá sẽ còn rẻ hơn nữa. Với dự báo đó, tình trạng giảm phát sẽ làm gia tăng sức ép lên Ngân hàng Trung ương châu Âu, buộc phải có thêm biện pháp để kích thích nền kinh tế của khối. Nguyện vọng của thị trường hiện tại rõ ràng đang trông về một gói QE. ECB phải có câu trả lời rõ ràng về một gói QE trong cuộc họp chính sách vào ngày 22 tháng này. Bao giờ thì có gói QE? Bao giờ thì Đức mới đồng ý hỗ trợ cho các nền kinh tế khó khăn? Thị trường cần câu trả lời cho những câu hỏi đó. Chỉ có điều tôi e rằng, đến khi chúng ta có câu trả lời thì cũng sẽ là quá muộn và hiệu quả cũng không như mong đợi. Một số ý kiến khác tỏ ra mong đợi giá dầu tiếp tục giảm sâu để thúc đẩy tiêu dùng. Đồng thời, đồng euro thấp sẽ có lợi cho các nhà xuất khẩu. Cùng thời điểm, Eurostat cho biết, tỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone vẫn duy trì ở mức 11,5% trong tháng 11. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Ý bất ngờ lên cao kỷ lục 13,4%, còn tỷ lệ thất nghiệp tại Đức lại xuống thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ, ở mức 6,5%. Tất cả những mối quan ngại này ngày càng củng cố thêm luồng ý kiến cho nhận định. Rất có thể ECB sẽ có những hành động quyết liệt hơn, tức là có thể tiếp tục nới lỏng thêm tiền tệ để kích thích tăng trưởng trong cuộc họp chính sách vào ngày 22 tháng 1 tới. Vâng, thưa quý vị, hai câu chuyện nổi bật vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBC 24/7 kỳ này. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đến đây thì Minh Vy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin đầu tuần sau.